Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Thân trong tháng 8 âm lịch. Như quý vị đã biết, Khỉ là con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Nhâm Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Theo tử vi tháng 8 âm lịch, những người tuổi Nhâm Thân luôn giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên, về vận trình tháng 8 âm lịch, những người tuổi Nhâm Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của bạn đã khiến cho các con giáp khác phải đua nhau ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống, bạn cũng cần phải lưu ý, ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn, xung đột không đáng có, làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi Nhâm Thân ngay bây giờ nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 mang mệnh kiếm phong kim, có tài lãnh đạo, là người lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khôn khéo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá hãnh tiến và trơ trội. Đây là điều mà người tuổi Nhâm Thân nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của người Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn được tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, thích biếm báo, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng là hình tượng chính của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi, họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Xem tử vi tháng Kỷ Dậu năm 2022, các bạn Nhâm Thân đa phần đều đã có cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt và lợi dụng. Do đó, hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa hai có là bao xa, thì chỉ cần cả hai bạn luôn hướng về nhau, trao đổi cho nhau sự tin tưởng và chân thành, thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay nhau. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp kỳ âm thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bản thân bị khắc suất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm 2022, cuộc sống của người tuổi Nhâm Thân có khá nhiều biến động. Gia chủ làm quen với môi trường công việc mới, khó tránh vận khí trồi sụt thất thường, cần học cách đối mặt với chuyện không như mong muốn. Qua đó bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Quan hệ xã giao không lý tưởng, gia chủ cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận những người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Nếu vẫn đang đi học, bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh tình trạng bỏ bê, lơ là học tập, nếu không dễ phải thi lại, học lại hoặc là bị kiểm điểm, khiển trách. Với nhiều người thì đây là thời điểm để bạn cọ sát với môi trường mới. Hãy có cách thái độ khiêm tốn, lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đồng thời có cách đối nhân xử thế thích hợp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Nhâm Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tuổi Thân cho thấy, gia chủ không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc trong tháng này, bởi ngoài thu nhập từ công việc chính, bạn còn có những khoản thu phụ khác. Tuy nhiên, bạn cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ, không cần thiết. Bạn cũng có thể bắt đầu kiếm tiền nhờ những công việc ngoài giờ hoặc làm thêm. Mức lương ban đầu thường không cao nhưng bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý.
Với nhiều người thì tháng này sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, bản mệnh không gặp vấn đề quá lớn về sức khỏe, tuy nhiên cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho điều độ. Như vậy mới có đủ tinh thần và sức lực để bắt tay vào công việc hoặc là học hành. Người trẻ tuổi cần tránh đến những khu vực nguy hiểm như sông nước, nơi u ám, vắng người để tránh những sự cố không đáng có. Các gia chủ của tuổi Nhâm Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân thường khá là rụt rè, thiếu tự tin nên không có nhiều cơ hội để kết đôi. Tuy nhiên bởi vì bạn vẫn còn trẻ tuổi nên đây không phải vấn đề quá là lớn. Một số bạn vẫn đang hài lòng với tình trạng hiện tại nên cũng không chủ động mở lòng với người khác. Trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái hoặc giữa anh chị em trong nhà khiến bạn phải phiền lòng giải quyết. Cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác, không nên quá bướng bỉnh, bắt người khác phải chiều lòng mình, kẻo khó được an ổn về tinh thần. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sửu và Tị Thành Kim Cục, Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất và Tế Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Sắp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức ngày 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Họa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức mùng 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tị, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tị, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tị, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành những công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Nhâm Thân 1992 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống, có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé!
Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.